Chào mừng đến với nhà sản xuất sản phẩm giảm mỡ cao cấp. Tôi là Sarah, người máy AI thông minh đại diện cho công ty Ngọc Thảo. Bạn đang tìm kiếm một giải pháp hiệu quả và an toàn để giảm mỡ. Bạn không còn tự tin với vóc dáng sau sinh của mình. Hãy để tôi giới thiệu cho bạn sản phẩm mới của chúng tôi, Siro trái cây Jamila Slim. Với sự tăng cân chóng mặt sau sinh, bắp tay, bắp chân và vùng bụng của bạn đã tăng đáng kể, khiến bạn không còn tự tin với bản thân mình. Sự lo lắng và áp lực này có thể gây stress và ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Nhưng đừng lo, vì chúng tôi có giải pháp tuyệt vời dành cho bạn. Siro trái cây Jamila Slim được chứng nhận không chứa bất kỳ chất cấm nào có hại cho sức khỏe người tiêu dùng bởi Bộ Công an Kỹ thuật Hình sự Hà Nội cấp phép. Sản phẩm đã được Giám đốc Viện Dinh dưỡng Quốc gia giảng dạy. Mỗi gói Siro được chế tạo hoàn toàn từ những thành phần thiên nhiên như quả dứa, kim ngân hoa, lá sen, chè vàng, nghệ, táo xanh có tác dụng tốt trong việc hỗ trợ quá trình giảm cân, làm đẹp da và tăng sức khỏe cơ thể. Bạn có biết rằng giảm cân và giảm mỡ là hai khái niệm khác nhau? Giảm cân nhanh chóng sẽ dẫn đến mệt mỏi, suy dinh dưỡng và ốm yếu. Tuy nhiên, giảm mỡ là quá trình cần thời gian và tác động thay đổi theo cơ chế siết cơ, tiêu mỡ và tăng chuyển hóa năng lượng. Vì vậy, để giảm mỡ hiệu quả mà vẫn giữ được sức khỏe và vẻ đẹp, bạn cần sự hỗ trợ từ những thành phần lành tính có hoạt tính sinh học cao từ siro trái cây Jamila Slim. Bên cạnh đó, với dạng siro nước phân giải thành các phân tử siêu nhỏ, sản phẩm có tốc độ hấp thụ nhanh nhất, mang lại hiệu quả cao nhất. Bạn có thể uống trực tiếp, pha nước ấm, pha đá hoặc uống cùng các loại nước ép hoa quả để thưởng thức một cách thú vị. Chúng tôi hiểu rằng giảm mỡ là một quá trình đòi hỏi sự kiên trì và cố gắng. Nhưng với sự hỗ trợ của Jamila Slim, bạn sẽ đạt được kết quả một cách hiệu quả và an toàn. Vì vậy, nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm giảm mỡ hiệu quả và an toàn, hãy thử Jamila Slim.